Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 5 tiến hành sử dụng cây ATM gạo để phát gạo miễn phí cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong tỉnh và hộ nghèo trên địa bàn phường 5 có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Với khẩu hiệu "Nếu bạn chưa khó khăn thì nhường cho người khác", cây ATM gạo được đặt tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Cây ATM phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ gạo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và các hộ nghèo bị giảm sút thu nhập, mất việc làm, đời sống khó khăn trong đợt này. Cây ATM gạo sẽ phát gạo miễn phí từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 với khoảng 2.500 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được hỗ trợ gạo, mỗi người nhận 5 ký gạo. Số gạo nghĩa tình này từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ. Việc phát gạo được quản lý bằng phiếu, những đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ được phát phiếu nhận gạo, việc này giúp cho ban tổ chức có thể điều tiết, sắp xếp số lượng người đến nhận gạo hàng ngày, tránh tập trung đông người. Trước khi vào nhận gạo, công nhân lao động và người dân đều được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét theo quy định. Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hoạt động này nhằm đáp ứng lương thực tối thiểu cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19. Qua việc làm này, một lần nữa khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp đoàn kết để thắng đại dịch. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đồng hành cùng công đoàn tỉnh, chung tay hỗ trợ, chia sẻ với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 5 tiến hành sử dụng cây ATM gạo để phát gạo miễn phí cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong tỉnh và hộ nghèo trên địa bàn phường 5 có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Với khẩu hiệu "Nếu bạn chưa khó khăn thì nhường cho người khác", cây ATM gạo được đặt tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Cây ATM phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ gạo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và các hộ nghèo bị giảm sút thu nhập, mất việc làm, đời sống khó khăn trong đợt này. Cây ATM gạo sẽ phát gạo miễn phí từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 với khoảng 2.500 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được hỗ trợ gạo, mỗi người nhận 5 ký gạo. Số gạo nghĩa tình này từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ. Việc phát gạo được quản lý bằng phiếu, những đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ được phát phiếu nhận gạo, việc này giúp cho ban tổ chức có thể điều tiết, sắp xếp số lượng người đến nhận gạo hàng ngày, tránh tập trung đông người. Trước khi vào nhận gạo, công nhân lao động và người dân đều được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét theo quy định. Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hoạt động này nhằm đáp ứng lương thực tối thiểu cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19. Qua việc làm này, một lần nữa khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp đoàn kết để thắng đại dịch. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đồng hành cùng công đoàn tỉnh, chung tay hỗ trợ, chia sẻ với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 5 tiến hành sử dụng cây ATM gạo để phát gạo miễn phí cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong tỉnh và hộ nghèo trên địa bàn phường 5 có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
với khẩu hiệu nếu bạn chưa khó khăn thì nhường cho người khác. Cây ATM gạo được đặt tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Cây ATM phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ gạo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và các hộ nghèo bị giảm sút thu nhập, mất việc làm, đời sống khó khăn trong đợt này. Cây ATM gạo sẽ phát gạo miễn phí từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 với khoảng 2.500 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được hỗ trợ gạo, mỗi người nhận được 5 ký gạo. Số gạo nghĩa tình này từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ. Việc phát gạo được quản lý bằng phiếu, những đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ được phát phiếu nhận gạo, việc này giúp cho ban tổ chức có thể điều tiết, sắp xếp số lượng người đến nhận gạo hàng ngày, tránh tập trung đông người. Trước khi vào nhận gạo, công nhân lao động và người dân đều được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét theo quy định. Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hoạt động này nhằm đáp ứng lương thực tối thiểu cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19. Qua việc làm này, một lần nữa khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp đoàn kết để thắng đại dịch. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đồng hành cùng công đoàn tỉnh, chung tay hỗ trợ, chia sẻ với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 5 tiến hành sử dụng cây ATM gạo để phát gạo miễn phí cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong tỉnh và hộ nghèo trên địa bàn phường 5 có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Với khẩu hiệu nếu bạn chưa khó khăn thì nhường cho người khác, cây ATM gạo được đặt tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Cây ATM phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ gạo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và các hộ nghèo bị giảm sút thu nhập, mất việc làm, đời sống khó khăn trong đợt này. Cây ATM gạo sẽ phát gạo miễn phí từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 với khoảng 2.500 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được hỗ trợ gạo, mỗi người nhận được 5 ký gạo. Số gạo nghĩa tình này từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ. Việc phát gạo được quản lý bằng phiếu, những đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ được phát phiếu nhận gạo, việc này giúp cho ban tổ chức có thể điều tiết, sắp xếp số lượng người đến nhận gạo hàng ngày, tránh tập trung đông người. Trước khi vào nhận gạo, công nhân lao động và người dân đều được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét theo quy định. Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hoạt động này nhằm đáp ứng lương thực tối thiểu cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19. Qua việc làm này, một lần nữa khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp đoàn kết để thắng đại dịch. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đồng hành cùng công đoàn tỉnh, chung tay hỗ trợ, chia sẻ với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 5 tiến hành sử dụng cây ATM gạo để phát gạo miễn phí cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong tỉnh và hộ nghèo trên địa bàn phường 5 có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Với khẩu hiệu nếu bạn chưa khó khăn thì nhường cho người khác, cây ATM gạo được đặt tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Cây ATM phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ gạo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và các hộ nghèo bị giảm sút thu nhập, mất việc làm, đời sống khó khăn trong đợt này.
Cây ATM gạo sẽ phát gạo miễn phí từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 với khoảng 2.500 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được hỗ trợ gạo, mỗi người nhận 5 ký gạo. Số gạo nghĩa tình này từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ. Việc phát gạo được quản lý bằng phiếu, những đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ được phát phiếu nhận gạo, việc này giúp cho ban tổ chức có thể điều tiết, sắp xếp số lượng người đến nhận gạo hàng ngày, tránh tập trung đông người. Trước khi vào nhận gạo, công nhân lao động và người dân đều được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét theo quy định. Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hoạt động này nhằm đáp ứng lương thực tối thiểu cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19. Qua việc làm này, một lần nữa khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp đoàn kết để thắng đại dịch. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, đồng hành cùng công đoàn tỉnh, chung tay hỗ trợ, chia sẻ với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua đại dịch COVID-19. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 5 tiến hành sử dụng cây ATM gạo để phát gạo miễn phí cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong tỉnh và hộ nghèo trên địa bàn phường 5 có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Với khẩu hiệu, nếu bạn chưa khó khăn thì nhường cho người khác, cây ATM gạo được đặt tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Cây ATM phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ gạo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và các hộ nghèo bị giảm sút thu nhập, mất việc làm, đời sống khó khăn trong đợt này. Cây ATM gạo sẽ phát gạo miễn phí từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 với khoảng 2.500 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được hỗ trợ gạo, mỗi người nhận 5 ký gạo. Số gạo nghĩa tình này từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ. Việc phát gạo được quản lý bằng phiếu, những đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ được phát phiếu nhận gạo, việc này giúp cho ban tổ chức có thể điều tiết, sắp xếp số lượng người đến nhận gạo hàng ngày, tránh tập trung đông người. Trước khi vào nhận gạo, công nhân lao động và người dân đều được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét theo quy định. Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hoạt động này nhằm đáp ứng lương thực tối thiểu cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19. Qua việc làm này, một lần nữa khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp đoàn kết để thắng đại dịch. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, đồng hành cùng công đoàn tỉnh, chung tay hỗ trợ, chia sẻ với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua đại dịch COVID-19.